Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSport. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. SKT-21 từ lâu đã là một biểu tượng cho sự thành công của Liên minh Huyền Thoại. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, họ đã có được hàng loạt danh hiệu tại giải quốc nội và đặc biệt nhất trong đó là 3 lần vô địch chung kết thế giới. Thành tích vô tiền khoáng hậu mà chưa bất kỳ đội tuyển nào có thể cân bằng. Tuy nhiên, chính những quá khứ huy hoàng đó của SKT đã vô hình chung khiến cho tiêu chuẩn của người hâm mộ đặt lên đội tuyển hay những cá nhân tuyển thủ thời điểm hiện tại là vô cùng lớn. Trong đó đặc biệt nhất không ai khác ngoài xạ thủ của họ, Kuma Yushi. Có lẽ như những công hiến của anh cho màu áo đỏ ở mùa xuân đã bị che lấp bởi những vết đen sai lầm tai hại của mùa hè. Liệu rằng có phải chính màu áo mà anh công hiến đã đang biến anh trở thành nạn nhân của chính nó? Trước tiên, chúng ta hãy nói đến vấn đề truyền thông, đặc biệt là trong giới LOLB Hàn Quốc. Không thể phủ nhận rằng màn trình diễn của Kuma Yushi tại mùa xuân là không một vết xước khi anh tỏ ra quá vượt trội ở vai trò xạ thủ. Từ giai đoạn đi đường, giao tranh sớm, khả năng gây sát thương, giữa vị trí trong giao tranh đến những quyết định mang tính đột biến, Kuma Yushi đều thể hiện từ tốt cho đến hoàn hảo. Đó cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chuỗi trận thắng 20 trận lịch sử của T1 tại mùa xuân. Nhưng mấy ai biết rằng chính thời điểm đó Kuma Yushi lại trở thành một miếng mồi ngon cho giới truyền thông bao giới tại Hàn Quốc hay thậm chí là thế giới. Những cây bút ngay lập tức tung hô Kuma với những danh xưng mỹ miều như thái tử nhà T1 hay thậm chí là xạ thủ số 1 thế giới, mặc cho những giải đấu quốc tế chưa bắt đầu. Không đâu xa, ngay tại Việt Nam, rất dễ bắt gặp những video Liên minh Huyền Thoại nói về T1 hay Kuma Yushi, và Cảm Thể Thao cũng không ngoại lệ. Đó là điều không quá khó hiểu khi mà lượng fan của T1 có thể nói là đông đảo nhất Việt Nam. Tuy rằng tất cả vẫn chỉ ra được hai mặt của vấn đề, nhưng có lẽ những lời khen mới là điều mà người hâm mộ muốn nghe. Do đó, họ đã vô hình chung đặt một tiêu chuẩn cực cao cho Kuma Yushi, luôn phải chơi xuất sắc ở bất kỳ trận đấu nào. Ngoài ra, chính những video highlight của Kuma Yushi trên các nền tảng mạng xã hội cũng có phần không nhỏ cho vấn đề này. Chỉ cần gõ từ khóa Kuma Yushi trên YouTube, hàng loạt những pha highlight triệu view được xuất hiện. Và chính những thứ đó đã khiến người hâm mộ mặc định rằng anh luôn phải thi đấu như những gì mà họ đã nhìn thấy. Nạn nhân cho vấn nạn này không ai xa lạ là người cũ của T1, Kurs. Ở mùa hè 2021, Kurs trong những highlight rang đơn khác hoàn toàn so với chính anh khi ra sân thi đấu. Do đó, người hâm mộ bắt đầu đặt ra những câu hỏi gây áp lực lên người đi rừng của T1, từ đó khiến anh tuột dốc không phanh. Trở lại với Kuma, với màn trình diễn chói sáng tại mùa xuân, đặc biệt hơn, anh còn là người có tổ chức thể thao điện tử nổi tiếng nhất Hàn Quốc là T1, thì có thể nói thái tử không khác gì một người nổi tiếng. Thậm chí sức ảnh hưởng của anh còn lớn hơn khi so với những nam nữ minh tinh màn bạc hay những thần tượng K-pop. Do đó, từng cử chỉ phát ngôn của anh luôn trở thành một miếng mồi béo bở cho truyền thông khai thác. Chắc hẳn các fan Liên minh Huyền Thoại còn nhớ những phát ngôn đầy tự tin và ngông cuồng như: "Tôi sẽ đánh bại Ruler và cho mọi người biết ai mới là xạ thủ hạng nhất Hàn Quốc." Nó không khác gì một miếng bánh thơm ngon cho giới báo chí. Nhưng may thay, anh đã làm được điều đó. Tuy nhiên, chính sự thành công chứng minh đó và chức vô địch lịch sử của T1 đã khiến cho bản thân Kuma Yushi được tung hô quá đà, hay nói một cách dễ hiểu hơn là overrated. Bước đến MSI 2022, những dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng truyền thông bắt đầu được nhen nhóm khi ở trận khai mạc, Kuma Yushi dường như mất tích trước một xạ thủ vô danh, đó chính là Shogun, đến từ khu vực VCS. Chẳng ai có thể ngờ rằng xạ thủ số 1 LCK nằm trong top đầu danh sách những xạ thủ xuất sắc nhất thế giới lại phải khó thở trước một đại diện đến từ khu vực VCS, một khu vực mà chính T1 cũng không đánh giá họ quá cao. Khởi đầu bằng màn hạ gục chiến công đầu ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, Kuma Yushi tỏ ra lép vế hoàn toàn so với Shogun, và nó dẫn đến pha duo kill thứ hai thắng lợi dành cho bộ đôi của Sài Gòn Buffalo. Mặc cho bộ đôi Lucien Nami có sức mạnh đi đường vượt trội như thế nào, nhưng rồi tất cả những gì mà Kuma Yushi làm được ở trận đấu đó là làm nên cho màn debut ấn tượng của thế hệ trẻ Buffalo tại MSI. Tuy có được chiến thắng chung cuộc, nhưng thái tử vẫn không quá suy sụp khi anh sau đó vẫn tiếp tục tuyên bố rằng mình mới chỉ ra sân có 30% khả năng. Chính sự tự tin của Kuma Yushi đã giết chết anh khi bước vào giai đoạn hỗn chiến. Siêu xạ thủ này đã bị khuất phục một cách dễ dàng bởi G2, Roger Never Gave Up, hay thậm chí anh không thể đè đường bộ đôi đại diện đến từ Bắc Mỹ là Evil Genius. Để rồi, giọt nước tràn ly là ở trận chung kết giải đấu đó khi ở vang năm, anh chọn một vị tướng không ai ngờ đến là Jin. Và đương nhiên, RNG không quá khó để khai thác xuống đường dưới và rồi giành chiến thắng chung cuộc.
truyền thông như một con dao hai lưỡi. Nó ngay lập tức chỉ mũi vào chỉ trích T1 với sự lựa chọn Jin, Yumi ở khu vực được dưỡng. Từ đó khiến cho Gumayushi cảm nhận được thế nào là áp lực truyền thông và người hâm mộ đặt ra. Đến mùa hè, khi mà Meta dịch chuyển xuống canh dưới và Gumayushi chẳng thấy sự bất ổn của mình thì đương nhiên, anh là người được chọn để đứng đằng sau những trận thua của T1. Thua một trận thì có thể trách do chiến thuật của huấn luyện viên. Nhưng thua nhiều trận thì chắc chắn vấn đề nằm ở tuyển thủ. Đó luôn là logic mà người hâm mộ T1 đặt ra cho xạ thủ, tương lai thần tượng lớn nhất của mình. Và như đã nói, tiêu chuẩn mà người hâm mộ đặt cho T1 hay cá nhân Gumayushi lại đang quá cao so với một tuyển thủ trẻ như anh. Đó là điều chắc chắn khi mà nếu đặt anh trong một đội tuyển bình thường như KT, Dragon Lake hay Devon Kia thì có lẽ mọi thứ không tệ đến vậy. Nếu Guma không chơi quá tốt ở chung kết thế giới 2021 hay T1 không thất bại ở LCK mùa xuân thì có lẽ anh đã không được tầng bốc đến vậy. Chính màu áo mà anh cống hiến đã trực tiếp đẩy anh vào khủng hoảng. Xét dưới góc độ của một giao thủ, anh vẫn là một xạ thủ uy tín. Anh vẫn gây sát thương trong giao tranh, đóng góp cho đồng đội. Nhưng chính cái tên T1 đã biến những điều đó của anh trở thành vô nghĩa. Họ không cho phép anh là một người bình thường trong một tập thể được hô hào là phi thường. Do đó, chính cái tôi quá lớn cũng như khát khao muốn chạm đến đỉnh cao của Guma đã khiến anh phải lao vào giao tranh và tìm kiếm những highlight để rồi nằm xuống rất hở hên. Do đó, hãy thôi công kích Gumayushi. Bởi lẽ Liên minh huyền thoại là một tựa game 5 người và thất bại không thể nào cho một nhân tố quyết định. Những Faker, Honor, nhiều trận đấu cũng thể hiện không quá tròn vai. Nhưng đương nhiên, việc công kích một tượng đài như Faker luôn là điều mà người hâm mộ T1 không bao giờ làm. Họ luôn lấy những lý do như anh đã qua thời kỳ đỉnh cao để rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu Gumayushi. Từ vấn đề trên, ta có thể nhận ra rằng Gumayushi không phải lúc nào cũng là mắt xích yếu nhất trong đội hình 5 người của T1. Do đó, những người hâm mộ hãy có một cái nhìn công tâm hơn cho các tuyển thủ để họ có thể thi đấu được thoải mái và hạn chế những cú lao dốc không phanh như Gumayushi. Còn về cá nhân xạ thủ này, chung kết thế giới 2022 sắp tới chính là cơ hội để anh tìm lại những thứ mà mình đã thất lạc. Bởi lẽ, nếu như T1 thất bại tại World lần này thì nó sẽ như một điều hiển nhiên. Gumayushi tiếp tục là gương mặt được chọn để tê sống. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.